được gặp chị rồi. Hiện nay em đang công tác ở bên bảo hiểm ở bên biên phòng. Em muốn hỏi chị. Tôi nhé. Chị có chị có thời gian. Em muốn xin chị một chút thời gian để chị em mình có cuộc nói chuyện được không ạ? Thì hôm nay chị nhất trí, nhưng mà bởi vì thời gian chị đi cũng rất là nhiều thì em có thể là cho chị thời gian để chị tiếp đón em được. Chị ơi, thế thì không biết là mình rảnh vào khách hàng nào lúc này không? Có thể là buổi tối khoảng độ 8 đến 9 giờ. Mọi người đừng nói, họ mất tập trung, cứ kể họ đi. Đây họ đang thực hành, nói thành nhất. Thì cũng mong chị tạo điều kiện và thời gian để lắng nghe chị đang những vấn đề mà em chia sẻ. Để giúp chị được. Thì tôi cũng đã được nghe về một số những cái khuyên mời cũng như là những nhu cầu của người dân rất nhiều, nhưng mà tôi cũng muốn tham gia. Nhưng mà tôi chưa được tiếp cận thì tôi mong rằng chị sẽ có những kiến thức đầy đủ để tạo những trao đổi, chị sẽ hiểu thêm và tôi có những niềm tin thêm. Có khả năng nắm được thứ hai thì cũng là cái cảnh này. Cảm ơn.